chủ động phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc trong điều kiện thời tiết rét lạnh, cùng với công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đói rét. Các địa phương miền núi Quảng Ngãi đã triển khai công tác tiêm phòng, tiêu độc khử trùng để phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, vận động người dân không thả rông, giữ ấm và dự trữ lương thực cho đàn gia súc. Bà Lê Thị Liễu, thôn Gia Ri, xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, chăn nuôi bò nhiều năm nay. Để bảo vệ đàn gia súc trong thời tiết mưa lạnh, bà Liễu đã chủ động che chắn lại chuồng trại, quét dọn vệ sinh khu vực trong và ngoài chuồng. Bà còn dự trữ rơm rạ và trồng thêm 200 mét vuông cỏ voi để đảm bảo nguồn thức ăn cho bò. Cho nó uống nước hằng ngà, quả nước muối, cho nó uống. Mà mùa mưa, là hễ mưa lớn, là tôi nhốt nó trong chuồng, tôi cát cỏ. Cỏ đây nè, đó, cỏ đây là coi như cỏ tôi gieo nè. À, thứ hơn có cỏ thứ hơn nữa là cỏ sữa tôi trồng, là cát cho nó ăn đầy đủ, không có thiếu. Trời lạnh là coi như là tôi che chuồng bò kỹ lưỡng, mà hễ mà táo lửa lạnh không á, là táo lửa là tôi đem củi tôi chắc, tôi hốc dâm bồ, tôi đổ vô tôi ung khó cho nó. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân chủ động phòng chống đói rét cho gia súc, nên nhận thức của người dân miền núi trong chăm sóc đàn vật nuôi đã được nâng lên. Ngoài gia cố che chắn, vệ sinh chuồng trại, chủ động dự trữ thức ăn cho gia súc trước mưa lạnh, người dân đã chú trọng hơn đến công tác phòng bệnh. Để bảo vệ cho đàn gia súc thì tôi cũng thường xuyên là thứ nhất là tiêm phòng, một năm là 2 lần, 6 tháng đến từng lần. Rồi ngoài việc đó thì cũng còn phun thuốc tiêu độc khử trùng xung quanh chuồng trại, thỉnh thoảng cũng rửa vôi. Rồi để che chắn mùa rác này thì cũng sử dụng những tấm bọt trang xung quanh để cho nó ấm cho trâu bò. Huyện Sơn Hà có gần 98.000 con trâu bò. Để bảo vệ đàn gia súc trong mùa mưa lạnh, huyện chỉ đạo các xã thị trấn cử cán bộ xuống từng nhà hướng dẫn vận động bà con có biện pháp phòng chống đói rét cho vật nuôi. Huyện Sơn Hà tiêm phòng đầy đủ trên 25.000 liều vaccine phòng lở mồm long móng, 5.500 liều vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục, cấp 600 lít bencoxid để các xã tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại. Hướng dẫn cho bà con về cái cách chăm sóc và phòng chống đói rét trong cái đàn gia súc. Thì đối với cái chuồng trại là phải che chắn và phải có sưởi ấm trong cái mùa rét lạnh rất là, và phải có dự trữ rơm thức ăn và cỏ những thực phẩm mà ngoài ruộng đi về phải dự trữ để trong cái mùa đói rét. Rồi kết hợp với nó thì tổ chức tiêu độc khử trùng. Tăng cường phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, huyện Sơn Hà quyết tâm không để xảy ra tình trạng gia súc chết đói, chết rét, dịch bệnh lây lan ảnh hưởng đến thu nhập và cuộc sống người dân.